Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085 339 4567 để nhận khuyến mãi. Có gì ở Vinuni? Tư duy khác biệt và hành động khác biệt. Đối tác khủng cam kết hành động. Thời điểm tập đoàn Vingroup công bố hợp tác với một số trường đại học hàng đầu thế giới như là trường đại học Cornell và trường đại học Pennsylvania đều nằm trong top 20 các trường đại học tốt nhất toàn cầu. Khi ấy, dư luận cả trong và ngoài nước đều tỏ ra khá bất ngờ. Ngay cả những chuyên gia giáo dục đầu ngành cũng khó có thể tin được, hai trong số trường thuộc nhóm Ivy League, các nhóm trường đại học đào tạo tinh hoa lại cam kết hợp tác chiến lược với một trường đại học Việt Nam ngay ở giai đoạn chuẩn bị thành lập trường. Khi được hỏi về sự hợp tác chưa từng có này, bà Lê Mai Lan, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup chia sẻ, điểm gây ấn tượng với hội đồng trường Cornell và Pennsylvania chính là uy tín và tầm nhìn dài hạn của Vingroup. Bà Lan cho biết, bởi vậy sự hợp tác được đề cập rất cụ thể, từ việc hỗ trợ xây dựng chiến lược dài hạn, chuyển giao năng lực quản trị đại học, năng lực giảng dạy và nghiên cứu, cho đến việc xây dựng đội ngũ, tuyển dụng, đào tạo và phát triển giảng viên, cũng như là kết nối Vinuni với những giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn. Bằng việc nhập khẩu mô hình phát triển đại học tiên tiến này, Vinuni sẽ tạo ra một sự khác biệt về chương trình giảng dạy, với việc cho phép các ngành công nghiệp cao tham gia vào chương trình dạy ở mức độ cao nhất. Theo giáo sư Rohit Verma, hiệu trưởng đầu tiên của Vinuni, việc học không chỉ đơn giản chỉ là chương trình giảng dạy, ghi nhớ, kiểm tra, mà trên hết là rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn và phân tích các vấn đề trong thế giới thực, thúc đẩy họ giải quyết các vấn đề phức tạp mang tính đa ngành bằng nhiều cách tiếp cận đa chiều. Giảng viên chủ yếu đóng vai trò điều phối, thúc đẩy sự tham gia của ngành và cộng đồng trong quá trình kết hợp phát triển chuyên môn cho sinh viên. Giáo sư Verma chia sẻ thêm, một lợi thế đáng kể của các trường đại học Ivy là có hệ sinh thái gắn kết các tri thức hàng đầu trên thế giới và là một mạng lưới cựu sinh viên rất mạnh gồm rất nhiều các tỷ phú, nhà lãnh đạo và nhà chính khách hàng đầu. Khi một sinh viên tốt nghiệp từ hệ thống này, họ sẽ trở thành một phần của mạng lưới xuất sắc, nhận giá trị từ thế hệ sinh viên đi trước. Đến lượt họ, không chỉ biết tận dụng mạng lưới này mà họ sẽ trao đi những giá trị khác như một cách đền đáp. Chẳng hạn như là tự nguyện hiến tặng tài chính cho nhà trường, tình nguyện giảng dạy trong trường hoặc giải quyết các vấn đề cộng đồng nơi mà họ thuộc về. Mục tiêu top 50 thế giới. Ngay khi bước chân vào lĩnh vực đào tạo đại học, Vingroup đặt mục tiêu tưởng như không tưởng cho Vinuni, đó là lọt top 50 trường trẻ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào những bước phát triển của VinFast, VinHomes hay mô hình giáo dục VinSchool, những thương hiệu của Vingroup đều đạt những thành công ngoài mong đợi khi đặt mục tiêu lớn. Chinh phục việc khó, thậm chí là bất khả thi với hầu hết mọi người đã trở thành ADN của Vingroup. Để thực hiện hóa mục tiêu cho Vinuni, Vingroup xây dựng mô hình đào tạo phi lợi nhuận theo chuẩn mực quốc tế, tích hợp các mô hình tinh hoa của giáo dục thế giới. Việc hợp tác với Cornell và Pennsylvania của Mỹ cùng hàng chục trường đại học uy tín trên thế giới đã cho phép Vinuni đẩy nhanh tốc độ triển khai. Tất cả các chương trình đào tạo của Vinuni đều hướng tới một mục tiêu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế, từ đội ngũ giáo sư, giảng viên, giáo trình, chương trình đào tạo cho đến cơ sở vật chất. Thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Cornell và Penn, và sắp tới đây là 50 đại học, mục tiêu trong chương trình 1.100 học bổng, Vinuni sẽ kết nối với mạng lưới giáo sư, giảng viên từ nhiều đại học ưu tú trên thế giới, tạo thành một hệ sinh thái học thuật ở tầm quốc tế mà người hưởng lợi trước hết là các sinh viên Vinuni. Đầu vào ưu tú. Với sự đồng hành của hai trường đại học hàng đầu thế giới, Vinuni không chỉ có những chương trình học, năng lực giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến và có chiều sâu bậc nhất thế giới, mà còn được chuyển giao công nghệ tuyển sinh hữu hiệu nhất. Tất cả các bài kiểm tra, các cuộc phỏng vấn hay là bài luận tuyển sinh đều dựa trên mô hình của các trường thuộc nhóm Ivy League, biến Vinuni trở thành sự khao khát đối với những học sinh tài năng. Trong quá trình triển khai các câu lạc bộ STEM tại các trường trung học phổ thông, dự án Vinuni đã tiếp xúc với hàng ngàn học sinh xuất sắc tại các trường phổ thông có truyền thống hiếu học như là trường Hà Nội Amsterdam, chuyên sư phạm, chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Phan Bội Châu, Quốc học Huế và rất nhiều các ngôi trường ưu tú khác trên cả nước. Các em đều có khả năng học hỏi và thích ứng rất nhanh, có mơ ước, có khát vọng chinh phục thế giới bằng chính năng lực của mình. Truyền cảm hứng, thúc đẩy hành động và tuyển chọn khắt khe là cách mà Vinuni tìm ra những con người xứng đáng nhất để vào học tại trường.
Với các nỗ lực đó, giáo sư Verma tin tưởng rằng cộng đồng sinh viên của VinUni sẽ là một cộng đồng đại diện cho các tri thức trẻ Việt Nam, tư duy khác biệt và hành động khác biệt, đạt được các thành tựu mơ ước của mình. Theo báo tin tức.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.